Ôi tí nữa thì chết, sợ thật. Đập cái chân. Đập cái chân. Đập cái chân. Trời ơi. Mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình và chào mừng anh em đã quay trở lại với series Vùng Đất Chết. Yeah. Ok, thì oh my god, Thuần bay nóc nhà luôn rồi. Thì hôm nay bọn mình trong tập trước mình và anh Vịt với lại Timmy đi xuống cái giếng thần và kiếm được một cái nỏ thần. Đây anh em nhìn đây, đây chính là cái nỏ thần nè, anh thấy không? Mình có thể gài đạn nè, sau đó mình bắn nè. Chết hết. có nhiều bạn bảo là anh ơi đi giết rồng đi. Ok, hôm nay mình sẽ đi giết rồng, mọi người yên tâm. Anh Vịt với lại Timmy còn nhiều sao lắm cho nên yên tâm, không chết được đâu. Đó, thì hôm nay mình sẽ đi giết rồng, nhưng mà bây giờ muốn giết rồng được thì mà mình phải xây một cái cổng địa ngục. Thì cổng địa ngục cái gì Timmy? Ôi trời, dám giết tôi. Thì mình đã canh cho trời tối mà anh em, thì trời tối mình và anh Vịt với lại Timmy sẽ đi giết mấy con người lòng đất để kiếm gì ta? Mảnh vỡ lòng đất, và sau đó là làm những cái cổng địa ngục. Gọi là mắc người lòng đất. Không làm cái cổng sao mà đi ra rồng được. Thì giờ làm nè anh, thì giờ làm nè. Ok, thì bây giờ bọn mình sẽ chờ cho trời tối rồi bọn mình sẽ bắt đầu đi kiếm nha. Ok, đợi thế nào? Sao thì thù ghét đi nhau mảnh cái đùm đi. Lắm hết rồi. Tại vì cảm thấy buồn quá, không có gì làm á. Phong ơi, anh đang buồn này, để anh kiếm việc làm nha. Ok anh. Ê, đừng. Đừng đánh không? Thế không, đánh được mình là chỉ đánh thôi, lúc mình giơ súng lên thì chạy đấy. Mày chết anh nào luôn. Rồi giờ mình làm gì? Rồi anh mình chết trước. Anh mình nói mình đánh cuối cùng anh mình chết trước. Thì giờ chúng ta sẽ đợi cho trời tối và chúng ta sẽ đi giết mấy con người làm đất chứ làm gì? Giờ tối rồi nè, tối rồi giờ làm gì? Thì giờ chúng ta phải đi kiếm những con quái vật người làm đất, chúng ta giết thì chúng ta lấy mảnh vỡ chúng ta ghép thành cái cổng chứ làm gì? Ủa mày đâu rồi? Nó đây nè. Oh my god. Trời ơi, sao dưới đây vẫn có hối đi? Cái hối lần trước anh bẫy bọn em chứ đâu. Hối này hối tại mình á, nhưng mà... Ôi ôi thân gạt để lấp lại rồi. Giết má. Ôi em chết rồi. Bà Timmy bà đang chết vậy? Luôn. Ôi trời ơi, con gà zombie à? Con gà zombie nha. Tắt ra đi, chứ để đứng chùm đánh cái chết chung sao? Con này bà không dùng skill được đâu. Con này bà dùng skill là... Con này phải trên tay ơi, trên tay ơi. Ô, mình lên cấp luôn, trời mình quánh rồi, mình lên cấp luôn. Ghê. Mọi người leo lên núi đi kiếm nè, lên trên núi kiếm. Thường mấy con này hay xuất hiện trên núi nhiều lắm. À đây nè, có con nữa nè. Cái rương ở gần nhà mình á anh, cái rương mà nằm ngay cái lò nướng á. À đây còn con nữa nè. Trong này hả? À ok, mình đã thấy cái dây leo rồi. Ok, lấy cái dây leo để di chuyển nó dễ. Con zombie nè Timmy ơi. Bà Timmy bà chém zombie thì mấy IK ấy. À tôi đánh tôi nè. Rồi xong rồi, trời đất ơi, mấy con zombie lớn. Đó. Cái gì mà đâu vậy? Spaceman. Ok mẹ. Từ đây, ok, mình đã có được cái tay cầm trong tay rồi. Ủa, mọi người rồi. Em bên đây nè, anh nhìn cái bản đồ đi. Ở đây. Oh my god. Ủa, mọi người lên tít trên núi hả? Dạ. Đâu rồi? Mấy con này xuất hiện nhiều trên núi lắm, đâu hết rồi. Ôi, nó còn cái bom kìa. Ok. Ê, gặp con bom bom nè ra nha, không đủ bản sắc hả? Lụm cũng được khá là nhiều ha, để xem còn con nào không. Giết được quá trời rồi, giờ mình làm gì nữa? Ok, rồi kìm cái cổng để đi qua thế bên kia đó. Ok, đây em mới vừa ấy xong đây. Ủa nhưng mà cái này chế cái cổng sao ta? Chế thành cái chữ nhật đây, không? Tôi biết đặt này, tôi muốn đặt này đưa cho tôi đi. Đây còn cái nè. Đây. Ê đưa cho bạn tí nữa phải sửa. Rồi một. Mình không. Hai. Tôi không có lắp kim, tôi không có cấp kim cương ở nhà, đặt sai cái. Ơi lên nữa, thiếu rồi, lên nữa. Thiếu vậy vậy là đúng rồi, thiếu vậy. Bài chặt rồi còn tiết kiệm nữa, bạn làm móc bất hình cái cổng mày méo rồi. Rồi xong. Banh luôn. Rồi xong. Phụ cục này đây. Đây đang đập. Một cục mày thôi nha, đừng có đập tầm bậy, lan ở cái cục kia là chết á. Đó, đập vô. Rồi. Mày đập vô cổng vô. Còn nữa. Rồi. Ôi, cẩn thận. Cứ đi. Đó, thấy không? Nhoi này. Oh my god, sao điên xuất hiện ngay giống giống nhau vậy? Mình bay qua kia. Cung thủ đó. Ồ, quá giờ có trời. Giết anh ơi, giết đó. Ôi. Ủa, chứ bà không có cái móc hả? Tao chết. Anh người đã luôn này ghê nhiều ấy.
Khoan từ bây giờ chúng ta phải đi tìm con rồng. Thì nhìn trên bản đồ chúng ta thấy được cái chữ boss đó anh. Thì chúng ta sẽ đi theo cái chữ boss đó. À ok, bây giờ chúng ta phải đi theo cái chữ boss đúng không? Hướng này đi theo cái chữ boss là đi tới qua tới Tết Công Gương cũng chưa tới được luôn. Tào lao, tôi giết rồng mà tôi đi theo chữ boss đó. Lần trước tôi test một lần rồi, tôi đi theo chữ boss rồi. Tôi đi hoài có tới đâu trời, tôi đi. Tại bà luôn nè. Đấy. Rồi cái móc vừa qua được bên kia không? Được, bên đây nè. Đi qua đây trước đi, quay qua đây trước xong mình lên trên đó. Mọi người okay, còn quà sao không? Mọi người còn sao không? Em cho. Trời ơi, gì vậy? Trời ơi, bà tiếng mi bà giết hoài. Bà tiếng mi. Vô văn quá. Tại vì tôi bị chết chứ bộ, cứu tôi. Cái móc của bà đâu? Bay lên, trời ơi. Này. Đúng là tiếng mi đồ. Thì anh lấy tôi có sao với bà không á? À đúng rồi anh, mình có cái nỏ thần mà mình bắn mấy con này cho nó chết nó đi. Ôi nhưng mà phá mấy cái địa ngục này có sao? Được không sao, cái địa ngục này mình xuống mình giết rồng một lần thôi mà, mình đâu có giết nhiều đâu. Xuống đây, tao hát về xuống đây. Ok, bây giờ chúng ta sử dụng cái nỏ thần nha bạn. Ôi, gì vậy, tôi chưa bắn. Ôi đều, chết rồi. Bắn sáng nó lại sao? Ok, lấy đây, chết đâu. Cãi nó anh, cãi nó, bây giờ mình chỉ quan tâm đến con rồng thôi. Mình chỉ quan tâm đến con rồng okay, thôi. Ok, nó chết qua các bạn ơi. Ồ, đánh con này nè. Ồ, đánh con người đá được cái dầu hắc này. Ê, đây, từ từ, cái chỗ này đừng cục rồi. Chúng ta phải bắn cho nổ cái đường này. Chúng ta đi qua bên chữ boss. Ôi, tí nữa thì chết, sợ thật. Cắt cái chân. I'm not cut down. Rồi, gì vậy? Bắn chúng anh chị. Ông đang bắn mà. Ông đi ra đi. Ở phan từ bây giờ mình bắn. Ok, bây giờ mình sẽ phụ tia phong và tia mi bắn cái này bạn. Ok. Đừng có di chuyển nha, chúng. Dừng. Để xem cái. Rồi đây nè, đi. Đó, được cái lỗ hổng đó nè. Có đường đây lỗ hổng ở đây. Đây. Cái này nguy hiểm lắm anh. Tí nữa mọi người giết rồng á, trước khi giết rồng mọi người nhớ lấy quà sao nha, ít nhất phải 20 kinh nghiệm nha để mình hồi okay, sinh. Ok 20 kinh nghiệm. Mặc dù mình biết qua là này, mình qua chỗ này như vậy phải đập tiếp sao á. Mặc dù mình biết là mình có cái nỏ thần là nó cực kỳ mạnh luôn, mình bắn. Ok, chúng ta lại phải đục chỗ này các bạn ơi, phải đục từ từng chéo chỗ này. Rồi, lùi lại. Ok đó. Rồi sao được rồi. Ăn đậu thần vô tay có ai bị đói hay mất máu thì ăn. Đó, ok. Lê. Ôi trời, gì vậy? Đi ra, bắn cái nữa. Bắn gì? Bắn lên được rồi, bắn hoài. Không, cái móc của tôi nó sắp hư rồi. Bà muốn giết người á. Ai bảo bà đu hoài nhiều lắm vô. Ok bạn ơi, mình đã gần đến đây, mình sẽ dẫn đầu đó. Rồi, xong Timmy. Timmy đầu, bị rơi xuống dung nham rồi. Ủa không, rơi đến đây rồi hả? Trời, bám lên cao, té xuống chết. Ok, bây giờ mình sẽ giết con này nha bạn. Tên con này, mày mày. Bánh xác chưa? Ủa nó không chết luôn. Hai phát rồi. Cái bà hồi nãy mắc cười kìa. Ủa nó không chết luôn. Timmy bà đang bắn. Timmy bà đang bắn canh dịch đánh bay vô đúng ngay viên đạn luôn. Không phải tin được luôn. Ồ tôi nhận được củ khoai tây nè. Ok cái đường này xa vậy? Xa lắm anh, cái đường này lần trước em giết rồng là em còn phải sử dụng đến tên lửa để em bay mà tại đường xa lắm. Trời đất, thế mình đi bộ đến mù quýt hả? Thôi mình cứ né cái quái vật ra. Anh chết. Bây giờ sao quá? Tôi loan quá. Đây bên đây là có đường thấp bên đây nè, đi qua cái đường thấp đi xuống nè chứ đừng okay. Đi xuống. Ở đâu? Bên đây. Quay. Đó, đường thấp bên này nè. Đó, xuống đây xong chạy ra đây lại có đường để đu kia kìa. Đây thấy rồi. Đó, bây giờ chúng ta sẽ đi đường vòng các bạn, bởi vì mình cảm thấy cái đường này nó vẻ là hơi xa. Chúng ta đu theo con bên kia. Đu. Ok, mày quá không mất máu. Bên kia chúng ta sẽ đi vào bên này. Ủa sao mày không đi xa vậy, mấy ông phải đợi tôi chứ. Bà Timmy bà đi chậm quá mọi người. Đi qua đây okay. Nhanh. Bay qua nè. Đó, mình sẽ nhanh. Đi trước, mình dọn đường các bạn. Mình sẽ đi trước, mình giết bớt mấy con quái vật này. Để cho các bạn Timmy và Phong đồ qua không bị đó. Timmy bà hạn chế sử dụng cái móc nha, cái đường này chúng ta phải dùng móc nhiều lắm á, tại dung nham không à. Bà đó, dùng móc. Dung nham mà đó. Bây giờ tiếp tục đi qua bên này. Bà đó, đi cái này chết chắc. Bố đang ở trước mặt kìa. Rồi xong nói mấy ông nghe là cái móc của tôi sắp gãy rồi hả? Thì từ từ đi, cứ qua đây xong tí nữa tôi đưa cho bà. Đó. Ok. Ôi, thấy ơi, nó. Thấy chưa anh? Ok nó kìa. Con rồng đâu? Ồ, con rồng kìa. Ồ, thấy nó rồi. Ok. Mình hãy tiêu diệt con rồng này đi anh ơi. Mình thấy. Hãy
chưa, em nói mà đi đường này chắc chắn sẽ tới nè. Mình tấn công nó xong, tí nữa mình sẽ được phần thưởng. Ôi, nó đứng im kìa, bắn nó luôn. Đứng im nè. Ôi, nó bắn bên kia, Ok, bạn, chúng ta sẽ cùng tấn công. Hội đồng đó. Em không thấy con đồng đâu luôn. Bạn mời ca ơi, bạn bắn chữ. Ồ, mày đó. Kinh nghiệm kìa. Ôi, lâm. Chết tôi. Lên đây. Ôi, yes. Ơi, có cái bình gì nè, mình đập ra thử coi. Hả? Mình được khói kim cương với lại một cái tờ giấy lên mặt trăng. Có bạn nào muốn lên mặt trăng không? Anh nhận được một cái đồng đồng và ba khối vàng. Anh vô không được gì hết trơn. Ở đây có quả trứng nè, giờ mình sao mình lấy đây? Lấy con mũi khoan không? À đúng rồi, cái trứng này mình sẽ chịu hồi được con rồng nữa. Đó không, mình đi về đi, bữa sau mình lấy. Ủa vậy là giờ mình để cái quả trứng này ở đây luôn hả? À đừng đập nó, ừ đúng rồi, chỉ có ở dưới này mới. Ok, vậy lần sau chúng ta sẽ chịu hồi thêm một con nữa. Tức là cái quả này để lần sau hả? Dạ, mình đợi mai này nó nở, mình tiếp tục mình xuống mình giết, xong đầu nó lại thành quả trứng và mình tiếp tục mình xuống mình giết. Gì quay vậy? Tóm lại là nó mình cứ giết hoài luôn, nếu mà mình muốn có cấp, có kinh nghiệm rồi, có đồ rồi này nọ nữa. Cứ giết nó hoài. Ok. Thì bây giờ phong, thử bay chiến lợi phẩm ra đất cho các bạn coi. À, chiến lợi phẩm là 1 nè. Ê anh, mình không có cấp đâu. Tìm ơi. Cái gì vậy? Ở là gì vậy? Lỡ hả? Mày lỡ hả? Sao này? Bắn chết đi! Lỡ hả mày? Ê dạ. Là xài hết cỏ sao luôn. Mày lỡ đi. Tôi lụm được khoảng cỡ 50 cái ngôi sao lận lên. Giỡn nè. Mày lỡ đi. Giỡn nè, hết quà sao, bắn cho bà hết quà sao luôn anh. Giỡn nè. Cà lỡ này. Ngôi sao lận bù lỡ kìa. Hồi nãy anh mình giết được cái con rồng ở cạnh cái bà Timmy, bà lại bà lụm hết sao luôn, bà không chừa cho mình luôn. Mày sao em? Ví dụ nhiều sao anh chảnh á, nhiều sao chảnh. Dài, đừng phá nữa, thôi về mọi người ơi, mình giết được rồi. Wow, nha. Ừ, người đâu mà thích cái sự mà. Ok, giờ mình cứ đi theo cái may mà mình mới đặt cái khúc vàng thôi. Mình chưa đặt con rồng ở đâu. Ê, Phong đặt đây cho bạn coi. Ủa anh mà hay mình đặt ra xong mình lấy cái gì mình đạp? Mình đâu có cướp đâu. Tí nữa mình về mình đặt ra sao? À đúng rồi, về nhà đi rồi đặt ra. Okay, đi. Về nhà đi nha. Trời ơi, cái gì mà chưa. Về tới nơi gặp người đá tùm lum vậy? Đó, chúng ta phải giết với cái này. Ok, bây giờ các bạn ơi, chúng ta sẽ quay trở lại về thế giới thường nha. Giờ mới khó này, khúc này đi lần lượt nha. Chết nhau chết à. Ok, anh Bạch. Ồ, anh Bạch thật thành Bạch quay à. Con nhảy luôn nè, con nhảy luôn. Vui quá. Ai, ông thấy em rồi chưa? À. Ơ, Timmy may mắn. Anh Bạch đi đó. Hả? Đừng quay. Đi ra coi, đừng đâm ra. Chạy một nước tới kia. Chạy một nước tới kia. Ok, thì bọn mình về tới giới thế giới. Đó, bây giờ mình sẽ chung chiến lợi phẩm nữa bạn coi. Chiến lợi phẩm có 2 người. Mình có 3 cục vàng nha, nhưng mà Timmy đồ nghịch ngu quá mất cục vàng rồi. Anh cho em mượn cái đầu rồng ơi, mình đặt lên trên này nè, nó phát sáng. Ủa sao phát sáng? Phải đặt lên cái ngọc đủ bảo hay sao á? À chắc vậy. Trời tối nó mới phát sáng chứ. Trời tối rồi, thử coi. Hình như bữa sáng nó cũng phát sáng mà. Trời tối đâu phát sáng đâu. Không có, cái này chắc là phải khói lục bảo mới được. Đúng rồi. Thôi màu xanh. Ok, nói chung là hôm nay thành quả thế là cũng đã gọi là quá ghê rồi. Nhờ tôi, thấy không, nhờ tôi dụ con rồng nó bắn tôi cho 2 con rồng. Nhà tôi đó tôi qua sao á. Mà đi qua mà lụm hết sao sao mà 14 mạng rồi còn 5 mạng vậy? Mà rồng lên có giết mình mạng nào đâu? Ê nói nghe nè, tôi không biết tôi có bao nhiêu mạng không?
Tôi có 45 mạng à. Mày khoe, mày ăn được cái đồng, cả cái đồng. Khoe là mày ăn hết kinh nghiệm, mày ăn cả đầu lẫn đuôi đồng không? Bây giờ mày khoe mày. Hai đủ. Khoe kinh nghiệm bà hết luôn. Ôi chào mọi người đi nào. Ok. Bye bye anh em, thì cảm ơn anh em đã xem video này. Và nếu như mà anh em thích video này thì đừng quên like, share và subscribe ủng hộ cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên qua kênh của anh Mr. Vịt với lại Timmy để subscribe ủng hộ cho bộ ba bá đạo của mình nha. Ok và bye bye, hẹn gặp lại anh em ở những video sau. Bye bye, yêu anh em vãi đời. See you.